Đại diện bệnh viện trực tiếp chăm sóc cho Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico cho biết, hiện ông đã tỉnh táo và trong tình trạng ổn định sau khi bị ám sát. Ông Fico đã trải qua cuộc phẫu thuật thứ hai kéo dài 2 tiếng trong ngày 17 tháng 5. Hiện nay dù tỉnh táo và ổn định, nhưng ông vẫn được điều trị trong khoa chăm sóc tích cực. Thủ phạm nổ súng Juraj Situla bị bắt giữ tại hiện trường và bị cáo buộc tội giết người có chủ đích. Tòa án Pizonok cho biết sẽ xem xét đề nghị của cơ quan công tố đưa ra ngày 17 tháng 5 về việc giam giữ đối tượng này trước khi đưa ra xét xử tội cố ý giết người. Ông Fico, 59 tuổi, bị bắn nhiều phát súng hôm 15 tháng 5 khi đang giao lưu với người ủng hộ sau cuộc họp nội các diễn ra ở thị trấn Hanlova, miền trung Slovakia. Đối tượng bắn 5 phát súng thì có 4 phát trúng vào người ông Fico, trong đó có 1 phát vào ổ bụng. Đây là vụ ám sát lớn đầu tiên nhằm vào một lãnh đạo châu Âu trong gần 20 năm qua. Lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế đã lên án hành vi ám sát.